chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 5 tháng 3. Bên em là công ty Ban Ban Việt có tổ chức ngày 8 tháng 3 dành cho các chị em phụ nữ. Bên em là công trình Sài Gòn Center có góp vui một cái chương trình nhỏ của quê hương Oxy Quán. Bên đây là bên em có góp vui được 3 món ăn. Đâu gì là menu? Bên em là có mì Quảng của Quảng Nam và sô Quảng Hải và nước thảo mộc. Đây là thành phần của nước thao dược. Còn đây là đồng gánh của miền Trung. Sáng tới bây giờ mày. Đây là hoa xiên. Làm gì? Hoa xiên. Đây là nhà ô xiên quán. Đi theo em đi. Đây là đầu bếp chính. À, chào mấy Xuân, ôi Xuân béo. Bây giờ mới gặp được Xuân béo. Chào chị. Chào mọi người đi, chào mọi người cứ đi em ơi. Hello. Rồi. Đây là bà chủ. Ôi, bà chủ quán, đúng rồi, bà chủ quán ơi. Ôi, trời ơi, bà chủ quán. Hoa. Đây là hai thanh niên nhí. Hai thanh niên nhí. Rồi, ok. Đồ này thì em đem qua bển đi để chúng mình nấu. Này nấu mới không? Đúng rồi. Bữa trưa mới đó. Nguyên trái nha mọi người, chanh nè. Cái này là đậu cái gì? Tàu hủ. Tàu gì? Cái này là nấm đùi gà. Đây, cái này nấm đùi gà. Cái này là nấm nấm xám. Còn cái này là tàu hủ kỳ. Cà, ớt, hành. Đấy, nước súp, nước dùng. Đây là Xuân. Ở đầu bếp chính. Còn đây là chủ quán. Hoa chủ quán. Qua đây gặp được chị Hảo, hay quá. Qua đây gặp được chị Hảo. Mừng quá. Dạ khỏe không? Dạ ăn dạ khỏe không? Mời em. Dạ, cảm ơn chị. Em ăn thêm nhà hàng của chị Yến. Trời ơi, chị Yến. Phải. Trời ơi, coi Tú nè. Trời ơi, xin tươi chưa? Quá trời, quá xin tươi rồi. Nè. À, gian hàng bánh xèo miền Trung nha. Bánh xèo miền Trung nha mọi người ơi. Trời ơi, gặp được thiệt rồi, mừng quá. Trời ơi, bông bông bóng nữa. Quá trời, quá đất rồi trời, bông bông bóng nữa. Ôi, quá trời rồi. Liên nữa nè. Ôi. Hay quá Liên ơi. Hay quá. Ẩm được ăn đông nha. Ôi. Đẹp quá. Hello chị. Hello em. Yeah, đầy đủ ha. Bác thấy. Đây là loại hình sắc màu nha mọi người ơi. Loại hình sắc màu. Màu sắc quá. Trời ơi, đang lặt rau đó nè. Quá trời đẹp. Người đẹp lặt rau. Anh chụp lại chụp xe cho thầy cái này. Người đẹp lặt rau. Anh chụp thấy cái đó. Chứ còn rau không quan trọng mà cái đó. Người đẹp lặt rau. Vậy hoài. Ở đây nè, đẹp quá nè. À, Phương ơi. Ôi trời ơi, gian hàng của Phương đây. Nhắm được cái coi Phương ơi nè. Ê.
Hello sir. Good morning sir. Oh. How are you? I'm good. Từ mai shop here. Oh really? Dạ em chào anh. Dạ dạ. Nãy giờ anh ở đâu vậy anh sĩ? Dạ. Nãy giờ em mới tới anh. À. Khổ quá. Dạ dạ. Dạ. Có gì chia sẻ anh sĩ? Không có gì, thấy vui quá. Chơi thôi. À. Có anh sĩ được rồi, mà em thấy đại ca em đâu? Anh thì quay qua giùm chị đi. Lâu lắm rồi, mấy người đẹp mới xuất hiện rồi. Ôi trời, xin mời đội trưởng của 24 đội tiến về phía bàn ban tổ chức để thực hiện bốc thăm vị trí gian hàng. Sau khi có kết quả, các đội hãy nhanh chóng quay về vị trí và tiến hành trang trí gian hàng của mình. Lưu ý các anh chị em nhớ tập hợp vào lúc 8 giờ ở khu vực sân khấu để tham dự lễ khai mạc. Đâu, nhìn coi những gương mặt ơi. Thôi giờ mũ trang gì nữa, mũ trang hết rồi. Cứ bóc đi, số nào cũng là vậy của mình. Tổ chức xin lỗi tất cả các đội. Sau khi mình trang văn hóa và một cái tinh thần mà thực sự rằng là làm cũng sung, ăn cũng sung mà chơi thì lại càng sung hơn luôn. Thực ra thì hôm nay là cái ngày mà của chị em chúng ta và rất là cảm ơn tất cả các anh chị em ban service chúng ta đã đồng hành của hội ẩm thực của chúng ta thực sự là thành công tốt đẹp, và chúc tất cả các bạn có những cái món ăn thật là ngon, không được giải này thì cũng sẽ được giải kia. Ngân cũng chia sẻ một cái rất là vui là Ngân đem theo ba cái hộp rất là to. tại vì các bạn bảo rằng là mỗi một gian hàng đều kêu rằng là chị Ngân ủng hộ em một thiếu giờ phải đem hộp đi để đựng đồ ăn, chứ không thì không có cái gì đựng nữa. Hy vọng rằng là tất cả các anh chị em chúng ta đều được giải trong ngày lễ hội ẩm thực ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các anh chị em của hội thi. Các anh chị có thắc mắc hôm nay ban giám khảo là những ai mà có xin trân trọng giới thiệu anh cái sự toàn là một tay ăn nhậu không đó. Xin trân trọng giới thiệu chị Hồ Triết Giang, phòng đào tạo kiểm tra chất lượng. Bên cạnh đó, để công ty diễn ra tốt đẹp, chúng ta hân hạnh có sự hỗ trợ của ban thư ký thực hiện phần tổng hợp điểm và phát tem phiếu. Xin một tràng pháo tay chào đón chị Nguyễn Thị Ánh Phượng. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu chị Phan Thị Thiên Trang ạ. Xin trân trọng giới thiệu ban điều phối hỗ trợ hội thi ngày hôm nay gồm hai thành viên. Đầu tiên xin trân trọng giới thiệu anh Hồ Hoàng Dũng, phòng dịch vụ. Xin trân trọng giới thiệu anh Mai Minh Hiền đến từ phòng dịch vụ. Trong suốt quá trình diễn ra hội thi ngày hôm nay, nếu các vị thấy chúng ta có vấn đề thì ngay lập tức xin mời chúng ta sẽ liên hệ với anh Mai Minh Hiền và anh Hồ Hoàng Dũng đã được nhận sự hỗ trợ. Nguyên một con cá tai tượng bự khổng lồ luôn nha. Siêu to khổng lồ. Cá tai tượng siêu to khổng lồ. Rồi cá lóc ngon quá, thơm quá rồi. Món canh chua này là chiều nay bắt cơm lắm đây. Quá trời. Cơm không ngắt. Cơm nguyên con. Quấy bột má. Đó. Hay quá chị ơi. Em không
không quay đi đâu không à. Bên hơn, bên hơn, bên hơn. Ấy, có Thảo nó đang làm một vịt lộn mọi người ơi. Đấy, nguyên cái trứng một vịt lộn mà nó chiên kìa. Chiên xù trứng một vịt lộn lên luôn thấy không? Đó. Hello anh. Hôm nay công chúa định cho mấy anh em ăn món gì đây? Dạ, đó là món bò cười vang. Bò cười vang của công chúa nha. Xin ủng hộ công chúa đi. Yeah. Em thấy sao chị thay đổi món nhiều nha. Nhiều khẩu nhiều. Đây hút từ đi đây nè. Hả? Cái gì? Nước nó sắp xuống là vừa rồi. Cái này là xào cà với tỏi với lại dầu gì? Dầu mè, hạt điều, hạt điều. Tỏi, cà với hạt điều nha. Hạt gì đỏ đi. Hạt điều. Hạt điều. À là em được hai đứa con hả? Mẹ bé mà áo không vàng. Biết đâu rồi đi làm được đâu không chứ. Dạ. Mỗi lần ông Chí chửi em là gì nào? Mày đừng để tao chửi mày nữa thiệt. Tao không muốn chửi mày đâu. Để tao quay phim nha ông. Ai biết đâu nữa không em. Ông hết 18 à. Thì hai con là kia. Cái này là su xoa. Đấy, dùng đàn cắt su xoa. Su xoa. Đó. Mình nuôi cho khách. Rồi đây. Dạ, mời chị tham khảo đưa bên quán em. Dạ. Quê hương Ocean Quán. Có bán nước mì quảng chay của Quảng Nam và nước su xoa của Quảng Ngãi và nước lót. Mời chị. Em nhân hàng vậy thôi đó hả? Có được làm đó không? Dạ, quê anh vậy thôi à? Chỉ có tại vì hôn quê mà chị. Đơn giản và dễ thương. Mời chị. Sài Gòn Sài Gòn hả? Dạ. H-A-I hay là T-R là tùy em. Được chưa? Dạ, dạ. Dạ, ngồi đi em mời chị uống nước. Ê, đúng rồi, mời chú xô xô trước đi. Ê, nước mót trước đi. Ủa, nghe này. Ủa, thấy không? Thích khổ trời. Rồi, cảm ơn chị. Dạ, khổ quá. Nhưng mà có một cái bàn nó hơi ít hơn ba. Dạ, tại vì trưng bày mình cũng đem theo được nhiều. Nhưng mà có một cái bàn nó hơi ít hơn ba. Lấy sao thử chứ. Dạ, đây nè, là hai ly nước của sư cô. Ủa, nước mát có không gì cơ cô. Ê, lấy thêm cái ghế nữa, cái gì rồi. Không, chỉ đi bài, chỉ đi bài. Trời ơi ba, người ta thích thời với mặt hình á. Một cái quả nè. Dạ, sao cũng được hết, miễn là vui là chứ. Đó, có cái quả nè. Dạ. Vậy chị cho em ý kiến coi cái nước nước thảo dược có được không ạ? Nắng quá, xin qua đây ngồi đi. Dạ dạ. Ngồi đây. Nước thảo dược. Dạ. Em phía bỏ này. Dạ. Rừng quế làm dạ. Gì? Dạ. Rừng quế, hồi, xả. Dạ. 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 Đường phèn, mật ong. Dạ. 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 D
nên em dụ dỗ người ăn cháy là đang quay lại thật mình. Dạ. Chứ mà lấy mấy cái gì? Bây giờ có cái vỏ. Không, người ta bán hết rồi. Đây, chứ mọi người gọi chắc là em cho. Bà nước ba thao dược nữa. Chị uống đi cái bộ thanh diệt mùa nắng nè chị. Chị sao vậy? Chị xoa đúng không? Dạ, đồng giá 10.000. Dạ. Xuống xoa. Bộ đấy xuống xoa. Dạ. Xuống xoa chị phải lấy. Đây là chủ nhân ta. Đây đây. Chủ. Chị này muốn hỏi cái này là cái gì? Dạ, cái nào ạ? Cái này. Cái lắc lá. Dạ, cái đó là cái cây thảo dược của sushi đẹp quá. Xin nhắc lại, xin mời đại hương quê một công trần thiện tay món chính đầu tiên của em là cái bánh mì đen là em xin chào ban giám khảo cùng ban tổ chức. Em bên Sài Gòn Center Việt Nam mình với là ba miền Bắc Trung Nam. Thì nay Sài Gòn Center chúng em xin ghé miền Trung với các món sau đây ạ. Món chính là mì Quảng. Mì Quảng thì đây chúng ta biết được có mì mặn và mì chay. Thì Sài Gòn Center em đang nay xin nấu mì Quảng chay. Mì Quảng chay được nấu từ các rau củ để đậm đà cho món vị thì tụi em sử dụng hạt lé và dầu phộng để phi thơm cái mùi của mì Quảng Nam. Mình ăn chung thì gồm có là bánh đa và rau sống. Rau sống gồm có rau cải con, rau giá, húng dũi, bắp dưới. Để đậm đà cho hương vị thì mình có sử dụng chanh, ớt xanh, ngũ phấn. Được nấu từ các rau củ để đậm đà cho món vị thì tụi em sử dụng hạt lé và dầu phộng để phi thơm cái mùi của mì Quảng Nam. Mình ăn chung thì gồm có là bánh đa và rau
rau sống. Rau sống gồm có rau cải con, rau giá, húng dũi, bắp dưới. Để đậm đà cho hương vị thì mình có mình sử dụng chanh, ớt, ớt thì ớt chia, ớt xanh, nước mắm, nước khó. Nước khó thì khi đi Hội An thì sử dụng nước khó. Thì nước khó được xuất từ là chanh, xả, gừng, với tam thảo và đường. Xin phép. An Đông. Thái hậu là số 3. Dạ. Di chuyển món ăn mình lên tầng số 2 à. Xin mời đội đoàn kết mình. Là nấu đồ miệng tươi không? Cái ai đó xin mời các bạn nhanh chóng di chuyển vào món ăn mình lên bằng số 2 à. Chia lửa bàn ra, mỗi đội một bên. Mỗi bàn thôi, một đội, hai đội, một bàn. Xin các bạn mỗi đội chỉ hót cái bụng vô. Em đã bụng bụng hót. Em đi, tìm đi. Đẹp quá, đẹp quá. Cái gì vậy thầy? Ôi đẹp quá mọi người ơi nè. Xuống xuống, quay qua xuống. Ôi hay quá. Bóng đâu rồi, chủ đâu rồi. Ê. Đây bà chủ đi. Có xiên hoa. Học vô hả? Ngay luôn, ngay nhà. Quá đi, quá trẻ cá cá. Rồi nhìn là thấy nha. Ngay nhà. Nó bị nhỏ đúng không? Chủ đâu, chủ vô coi. Chủ vô coi nè ba. Ôi trời ơi, đất ơi. Dạ giới thiệu với mọi người đây là chủ quán nha. Chủ quán Hoa Hoa nha. Đó. Đấm bóp luôn. Rồi đó, đấm bóp cho bà chủ luôn. Trời. Thiệt tình mấy con gơ này. Trời ơi con kìa.